Vâng, kính thưa các bạn, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 ngày các bạn, ngày 3 tháng 4 năm 2020 thì Thanh Long Vlog đang đứng tại hồ E Cao, khu du lịch E Cao là điểm mới khai trương ngày 19 tháng 10 năm 2019 nghe các bạn, tại Đắk Lắk, hồ E Cao tại Đắk Lắk. Đây các bạn, đây là tất cả khung cảnh của hồ E Cao. Ngày mùng 3 tháng 4 là cái ngày nhà nước cấm chủ tịch nước ra sắc lệnh là huyện ở trong tỉnh, ở trong tỉnh, huyện ở trong huyện, xã ở trong xã, nhà ở trong nhà, nó bướm với các bạn, và không được, nếu không có việc gì cần là không có được đi lại nha các bạn. Mình xin khái quát cái hồ E Cao, sở hữu quang cảnh tươi đẹp và nhiều dịch vụ hấp dẫn, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của du khách. Khu du lịch E Cao ở khu du lịch hồ E Cao, tên chính là xã E Cao, điểm văn hóa E Cao, một hồ nước nhân tạo và điểm văn hóa xã E Cao có giá trị và thủy lợi du lịch Đắk Lắk. Để di chuyển đến khu du lịch từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, chạy xe theo quốc lộ 14 khoảng 4 km, tới ngã ba Y Quang rẽ trái thêm 8 km nữa là tới trung tâm du lịch E Cao. E Cao từ hồ nước không bao giờ cạn từ tháng 5 đến tháng 11. Thưa các bạn, nói là ở châu Á mình là có 4 mùa rõ rệt, nhưng mà nói vậy là chúng ta hơi quên mất cái năm tỉnh Tây Nguyên các bạn. Cái năm tỉnh Tây Nguyên nó có 2 mùa nha các bạn, 2 mùa, mùa mưa và mùa nắng thôi, chứ không có là 4 mùa rõ rệt đâu. Là mùa mưa, là mùa nắng là từ tháng 5 đến tháng 11. Khu du lịch sinh thái hồ E Cao có diện tích là 120 ha, có nhiều khu vui chơi giải trí, nhiều loại hình phục vụ cho du khách. Du khách có thể lên đên trên chiếc thuyền độc mộc cùng những dân đánh cá, cần câu giải trí hay thưởng thức những bếp lửa hồng, thưởng thức những giai thoại và dòng suối Eakin và Ea Cao. Thưa các bạn, dừng chân nếu mà không đến khu Ea Cao du lịch, tận hưởng những phút giây thoải mái, tham gia hoạt động trải nghiệm môi trường trong lành và văn minh. Vâng, xin thưa tất cả các bạn, đây là cái môi trường và cái sinh hoạt của hồ Ea Cao nha các bạn. Bây giờ nước nó cũng hơi, tháng này là tháng 4 rồi và nước nó cũng hơi cạn rồi. Đây là dân bướm này các bạn, cũng bay rất nhiều. Đây là mùa dịch, nhưng mà ngày hôm qua là có một số du khách đến đây nghỉ dưỡng, chơi bời, tụ tập ở đây. Thành cái này là lên mạng nó không, cũng có nói nhiều là tại sao mà đang cách ly mà cũng có du khách đến đây chơi nha các bạn. Không phải là có hẹn đâu, nhưng mà các du khách nói là thôi bây giờ ta cũng đi đại đến hồ để cho nó thoáng mát. Không ngờ là ai cũng có cái suy nghĩ đó, thật ra là nó đông vậy, chứ còn không có hẹn nhà họ mà để đến đây. Nhưng mà ngày hôm qua, ngày vừa mùng 1, mùng 2, nay mùng 3 là các cơ quan chính quyền ở địa phương là không cho dân đến nữa các bạn, không cho dân tụ tập, không cho dân về đây. Thì xin báo cáo các bạn là cũng có nhiều người nói tại sao là người dân Đắk Lắk chúng tôi là đã cấm rồi mà đi đến nơi tụ tập như thế. Thì xin thưa các bạn là không phải như thế đâu, vì không hẹn, muốn tìm những nơi thoáng mát, nhưng mà bữa nay thì dân không đến nữa. Thì xin thưa các bạn là hãy thông cảm những người dân Đắk Lắk chúng tôi là họ đến đây và tụ tập mà. Trên mạng, trên báo chí cũng ngày hôm qua cũng có nói rất nhiều. Thì tôi xin thưa các bạn là các bạn hãy thông cảm là không hẹn, nhưng mà đến đây ngày nay là tôi nghe nói vậy, tôi đến đây tôi làm cái clip không có ai nữa hết cho bạn. Đây là tất cả những người họ đánh cá thôi, họ đánh cá thôi chứ không có ai nữa hết. Thì xin thưa các bạn hãy hiểu và thông cảm như vậy.
Mời chú về nha cháu. Đi lên kia quay khúc nữa cho chỗ này nó cũng chưa không có gì đẹp lắm. Chú ở đây là phía hướng đông hay hướng gì so với hồ? Chẳng chẳng biết. chết rồi. Cái này dễ phạt quá. Nay ở đây đóng cửa nha chú. À biết rồi, chú vô có xin rồi, sáng chú vô xin chú quay clip chứ không phải là chú đi thăm. Chú biết rồi. Cửa trước bên kia, cửa trước bên này. Chờ chú quay cái khung cảnh này, chú quảng cáo đây thôi chứ không có. Và đây là chỉ cái nhà riêng thôi chứ không có gì á anh. À cái nhà để gọi là tiếp khách. À, đây là so với hồ nó nằm hướng gì anh? So với hồ Ai Cao cái đây hướng đông hướng tây. Hướng của hồ Ai Cao là so với mặt trời là đây hướng gì? Tây Bắc. À, so với hồ là nó tây bắc. À, mình nói cho trúng chứ tại vì nói không trúng là phía nào là người đi du lịch họ không biết á. Có nhưng mà ý là mỗi người nói mỗi khác á đó. Tây Bắc. Thank you.
Thì các bạn, đây là biểu tượng của ông rắn khổ màng các bạn. Là trong hồ cao, biểu tượng của hồ cao thì mình cũng đang lên lớp cũng xin quay lại cái cảnh này. Cái hồ cao cho tất cả các bạn chiêm ngưỡng và khu du lịch điểm đến của tất cả các bạn. Thiên gì thiên gì pháp, nay con gì các bạn, nay con gì đó mình cho qua qua. Đây thưa các bạn, đây là con nai các bạn ơi. Anh thấy mình chạy. Hello. Có chạy nhảy kìa các bạn. Nai 4-5 con vậy, 4 con các bạn, 4 con nai. Của mình cái thực tình là cũng lần đầu tiên mình thấy con nai ở dưới đồng bằng nha các bạn. Cũng lần đầu tiên mình thấy con nai đó, chứ hồi giờ nói cho mình cái thật chứ mình chưa thấy lần nào. Thì mình xin quay lại cái clip là khu du lịch E Cao, hồ E Cao Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Thì thôi xin Thanh Long Kim Đốc xin phân chào và chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Xin phân chào và bye bye.